Tranh Quang Minh Châu xin trân trọng gửi tới anh Trương Quang Đạt bộ tranh tứ quý Tùng Thúc Trúc Mai bằng gỗ hương ta với kích thước là 34 x 1m17, dày 4 phân rưỡi. Chúng tôi đã hoàn thiện sơn PU bóng mờ cực kỳ đẹp. Đây chúng tôi quay kỹ để cho anh Đạt xem từng cái cây một. Đây là cây tùng. Và tiếp theo là những cây cúc. Và tiếp theo là cây trúc. Còn đây là cây mai. Và tiền thẻ chúng tôi đang có bộ vũ vũ là 36 1m16 và cũng vô hương ta đây là 37 1m27. Anh Đạt đang muốn chúng tôi quay để cho anh xem kỹ cái mẫu 34 1m17. Đây chúng tôi đang hoàn thiện lên rồi, rất là kỹ rồi. Gỗ thì thưa với anh là cực kỳ lục lạc, đẹp không tì vết. Đây là mặt sau của nó. Màu gỗ này màu gỗ tự nhiên, chúng tôi sơn không màu tự nhiên. Thực tế những cái bộ này của chúng tôi mà sơn lên thì nó cũng gần tương đối đậm như cái bộ này, bởi vì cái gỗ của bộ này thì là nó đậm hơn, nó từ cây gỗ đây, màu gỗ nó đậm hơn, màu gỗ tự nhiên của nó đậm. Bộ này chúng tôi làm rất là dày dặn, được kênh không? Khách có nhu cầu chơi tranh thì xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975940966 hoặc về trực tiếp tại nhà nghề Tân Dân Phú Sơn Hà Nội. Hoặc ở xa thì chúng tôi có thể ship hàng COD toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn.